chính thức mang tên của vua Narasimha Đại Đế vào ngày 29 tháng 6 năm 1990, tính đến nay đã được 21 năm. Với trọng trách mang lại một xã hội Thái tự do đi lên từ sự mông muội, trường đại học này là nơi đào tạo sinh viên để trở thành những công dân tốt cho đất nước. Điều này không chỉ có ý nghĩa đảm bảo chất lượng sống tốt hơn cho xã hội, mà còn có nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực của đất nước Chùa Vàng. Hiện nay, trường bao gồm 5 trường đại học trực thuộc và 16 khoa. 5 trường đại học trực thuộc đó là trường sau đại học, trường công nghệ tái sinh, trường cao đẳng quốc tế Đại học Narasimha, trường dịch vụ và chuỗi cung ứng, viện sư phạm. 16 khoa được phân chia theo 3 nhóm sau đây. Nhóm khoa học y tế gồm 7 khoa. Khoa y, khoa dược, khoa nha, khoa điều dưỡng, khoa khoa học y tế, khoa khoa học y tế ứng dụng, khoa y tế công cộng. Nhóm khoa học và công nghệ bao gồm 4 khoa. Khoa khoa học, khoa kỹ thuật công trình, khoa nông nghiệp, tài nguyên thiên nhiên và môi trường, khoa kiến trúc. Nhóm khoa học xã hội được chia thành 5 khoa. Khoa giáo dục, khoa nhân văn, khoa khoa học xã hội, khoa kinh tế và truyền thông, khoa luật. Mục tiêu của trường là đạt đến đỉnh cao trong nền giáo dục, nhằm tạo ra một số lượng lớn các cử nhân giỏi, có năng lực, được đào tạo chuyên nghiệp cả về mặt lý thuyết lẫn thực hành, nhanh nhạy với thời cuộc, có tính cạnh tranh với thế giới và tràn đầy nhiệt huyết. Trường Đại học Narasimha được giao phó 4 nhiệm vụ chính. Thứ nhất, trường có nhiệm vụ đào tạo những sinh viên có nền tảng kiến thức vững chắc và trình độ chuyên môn giỏi. Thứ hai, trường có các công trình nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc đổi mới và phát minh công nghệ nhằm phát triển kinh tế và xã hội. Thứ ba, trường đóng góp vào việc phân chia giáo dục vào nhiều cộng đồng khác nhau, mang kiến thức đến những nơi chưa tiếp cận được với nền giáo dục. Thứ tư, trường nâng cao việc bảo tồn nghệ thuật và văn hóa truyền thống nhằm thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Thank you.
Cùng với thời gian, trường đại học Naresuhan hứa hẹn trở thành trường đại học đào tạo sinh viên chất lượng cao với đạo đức và lối sống lành mạnh. Nếu làm được điều đó, trường đại học Naresuhan sẽ được nâng lên một tầng cao mới, trở thành một trong những trường đại học dẫn đầu với những công trình nghiên cứu đáng chú ý, cũng như chất lượng sinh viên xuất sắc. Đó cũng chính là điều mà trường đại học Naresuhan muốn cống hiến cho nền giáo dục nước nhà.